Tham dự đối thoại 2045 có khoảng 50 doanh nghiệp trí thức tiêu biểu và lãnh đạo một số bộ ngành cơ quan trung ương thành phố Hồ Chí Minh. Việc tổ chức đối thoại 2045 là cơ hội cho các doanh nghiệp phát biểu, nêu các kiến nghị về phát triển đất nước. Mục tiêu to lớn, xuyên suốt của chúng ta là xây dựng một Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Muốn dân giàu, nước mạnh, chúng ta phải chú trọng phát triển quốc kế dân sinh. Muốn vẻ vang, sánh vai cường quốc Nam Châu, chúng ta phải có những doanh nghiệp lớn mạnh, những thương hiệu có sức cạnh tranh khu vực và toàn cầu, đặc biệt có nguồn nhân lực xuất sắc để đảm đang những công việc lớn của đất nước. Vì vậy, tôi đã khởi xướng chương trình đối thoại 2045. Sáng kiến này sẽ góp phần vun đắp niềm tin, sự chung sức đồng lòng thông qua đối thoại, lắng nghe để cùng nhau hành động, cùng nhau hiện thực hóa di nguyện của Bác về một Việt Nam hùng cường, vẻ vang, sánh vai với cường quốc Nam Châu vào năm 2045 như tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 đã nêu. Đối thoại 2045 sẽ được tổ chức định kỳ, trực tiếp và cả trực tuyến, bao gồm nhiều chủ đề từ kinh tế xã hội, môi trường, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ, hội nhập quốc tế, an ninh quốc phòng. Đại diện các doanh nghiệp phát biểu đều bày tỏ khát vọng Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, hùng cường và hưng thịnh, xứng danh con cháu Lạc Hồng và đưa ra một số kiến nghị riêng. Thứ nhất là phải nhìn nhận giai đoạn 2021-2023 là giai đoạn cực kỳ quan trọng để tạo tiền đề cho Việt Nam có thể trở thành nước phát triển năm 2045. Nên cần lắm nhà nước có các chính sách tư nhân hóa một cách mạnh mẽ, xem phát triển kinh tế tư nhân là động lực quan trọng bậc nhất trong quá trình phát triển. Vì khi có chủ trương và cách nhìn nhận như vậy, thì doanh nghiệp và doanh nhân sẽ được cán bộ công chức phục vụ và hỗ trợ tốt hơn trong công việc. Thứ hai là nếu đất nước thực sự muốn những tinh hoa của cả dân tộc đều có cơ hội cống hiến, thì xin mở cửa một cách cởi mở nhất trong chính sách tuyển dụng người tài vào các bộ máy công quyền. Qua đó sẽ là cơ hội cho những sinh viên du học nước ngoài, những tri thức ứng cử vào các vị trí trong bộ máy nhà nước. Thứ ba là gia tăng tỷ lệ doanh nghiệp tri thức trong quốc hội để doanh nghiệp tri thức đóng góp những kiến thức và trải nghiệm thực tiễn đúng theo nguyện vọng của nhân dân vào quá trình lập pháp. Thứ tư là tập trung ưu tiên chính sách ưu đãi phát triển công nghiệp chế biến, công nghiệp chế tạo để tạo nên nền sản xuất bền vững, đặc biệt là các nguyên liệu gốc tạo ra giá trị gia tăng thực thụ, nhất là phát huy một số nguyên liệu cơ bản mà Việt Nam có nhiều để tránh thành nền kinh tế gia công. Thứ năm là cần tập trung đầu tư và tạo đột phá trong lĩnh vực khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, vì với dân số vàng trên 20 triệu thanh niên Việt Nam, chiếm hơn 20% dân số Việt Nam, nên chắc chắn sẽ có nhiều người trẻ tài năng, có tri thức, có trình độ, có năng lực hội nhập và tiếp thu khoa học công nghệ. Chắc chắn tương lai sẽ có các thành tựu khoa học công nghệ để giúp đất nước và doanh nghiệp phát triển và tăng trưởng nhanh. Và cuối cùng là ý kiến của cộng đồng khởi nghiệp. Hội Nhân trẻ Việt Nam cũng đã tổ chức rất là nhiều cái buổi hội thảo về khởi nghiệp. Và tôi cũng đã dự rất là nhiều buổi hội thảo của Thủ tướng chủ trì về khởi nghiệp. Thì thấy rằng Thủ tướng và các lãnh đạo chính phủ, bộ ban ngành rất quan tâm và mong muốn phát triển cho doanh nghiệp khởi nghiệp. Nhưng mà thực tế rằng là khởi nghiệp bây giờ có rất là nhiều kiến thức, có rất là nhiều thông tin này. Nhưng mà hiểu sâu về họ thì họ cần đầu tiên nhất là vốn. Thứ hai là cái kinh nghiệm quản trị điều hành. Thứ ba là cái hệ sinh thái để cho các cái sản phẩm dịch vụ của họ có thể ra ngoài thị trường. Mà cái này đầu tiên nhất về vốn thì rất là khó, các ngân hàng rất là khó tài trợ cho họ. Nên Hội Nhân trẻ Việt Nam đề xuất với Thủ tướng Chính phủ một giải pháp là miễn hay giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân cho những khoản đầu tư của doanh nghiệp hay cá nhân vào khởi nghiệp. Vì chỉ có như thế thì các cái doanh nghiệp hay cá nhân sẽ gắn chặt với lại các doanh nghiệp khởi nghiệp. Và như thế thì họ sẽ có thể hỗ trợ về vốn này, chia sẻ hướng dẫn cho các doanh nghiệp khởi nghiệp và cùng với doanh nghiệp khởi nghiệp tìm kiếm những cái đầu ra cho sản phẩm dịch vụ của mình.
Đây là 6 cái ý kiến của Hội Nhân trẻ Việt Nam đề xuất với lại Thủ tướng Chính phủ và các lãnh đạo các bộ ban ngành. Tổng kết đối thoại 2045 qua phát biểu của các doanh nghiệp, trí thức, Thủ tướng cho biết đã thể hiện khát khao về một Việt Nam phát triển cường thịnh vào năm 2045. Đến năm 2045, tức 25 năm nữa, 1/4 thế kỷ, thời gian đủ dài để xuất hiện những doanh nghiệp tập đoàn khổng lồ của Việt Nam. Đối thoại 2045 thể hiện sự kết tinh tinh thần yêu nước của doanh nghiệp, trí thức trước sự phát triển của đất nước, thể hiện quyết tâm đổi mới mạnh mẽ, vượt khó khăn, thách thức, đưa đất nước ngày càng phát triển. Đối thoại là cơ hội không chỉ tạo dựng tinh thần đoàn kết và niềm tin, mà còn cả bản lĩnh, trí tuệ, lòng yêu nước, yêu lao động, yêu sáng tạo.